Kìa, kìa Nhạc nhéo đéo gì thế này tao bóp cổ phọt bã cả hai thằng ra bây giờ ai chả hello my fan à, đi xin việc à từng học cái gì địa chỉ ở đâu trước khi vào đây kiếm được mấy rách một tháng rồi what the hell cái đéo gì vậy bây giờ còn có cả công an phường và phỏng vấn đi xin việc cơ à? à cái gì cái gì mang theo cái gì đây thanh xuân tràn đầy à nhiệt huyết tuổi trẻ cơ à ai trả được để xem nào giao diện thấy ok phần mềm không biết ố dề hay không ok nghe cho kỹ đây ở phố có bảo kê về quê có đầu gấu trên trời có đào dưới đất cũng có đào ai vào làm trước thì là cửa trên đến công ty đi nhẹ thở khẽ cười duyên đánh giám sát hoan hỉ thì sống mà chống lại thì chết bây giờ và đặc biệt sếp dặn phải nhớ như in con không sẽ bị chu bin và mồm thế nhé bye xuống miền xuôi từ nông thôn đến thành thị. Chủ đề chính của ngày hôm nay là rượu bia, thứ thức uống lâu đời nhất gắn liền với lịch sử văn minh loài người. Ủa, đang ở đâu đây? Từ 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 từ. Đầu tiên là mình vừa mới đi liên hoan. Ok ok. Máy chui lác à? Rất hoài pha à? Sao chớp mắt này đi nhảy đấm này? Dừng lại, dừng lại. Mà đừng dừng lại Tụ tập, ăn nhậu, ai mà chẳng thích Say rồi thì được sống với đúng cảm xúc của mình Nhưng chuyện gì diễn ra khi men say tìm đến Mà cái cảm xúc của bạn bị kìm hãm lại Bởi chính cái gọi là lý trí của mình Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện trong tuyển tập CG hoạt hình cho người lớn vì nhậu là chủ đề rất dài và nhiều tranh cãi Để mà tóm tắt lại thì tôi sẽ kể theo mạch chuyện của tôi Trung tâm là tôi, mền chính cũng là tôi Mọi thắc mắc các bạn hãy để lại bình luận xuống phía bên dưới Tôi rất ghi nhận ý kiến đóng góp của tất cả các bạn Chẳng phải bàn ăn nhậu là chuyện quá là phổ biến Đã nhậu thì không phân biệt vùng miền Bỏ qua cả giới tính Trai gái được cái nhậu được hết Có rất nhiều chuyện dẫn đến nhậu Mới được tăng lương này Nhậu Yeah Hoàn thành deadline rồi Nhậu đề nhậu đi Ô Bị đuổi việc rồi Nhậu Nhất định là phải nhậu Nhậu ở một số công ty Thành một cái văn hóa Một cái thứ văn hóa Gọi là kỹ năng mềm Giả sử như bạn mới xin việc Vào một công ty ABC gì đấy Cái việc bạn muốn học hỏi Kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Thì cách đốt cháy giai đoạn nhanh nhất Là đi nhậu Chứ mà nghĩ đến cảnh Hai đồng nghiệp là hai thằng đực rủ nhau đi ăn binh chi linh thì eo hay đi xem phim eo kiểu gì cũng có đứa bảo là bê đê nhưng cũng hai con người ấy cầm theo chai rượu thì dù có ngồi bờ đê hay bụi chuối cũng chả ai bảo gì hai thằng lát rượu bên trong mỗi con người đều tồn tại hai luồng suy nghĩ đại diện cho lý trí và cảm xúc để mà bình thường không bia cũng chẳng rượu thì cũng chả có cái việc gì xảy ra cả đây chính là lúc lý trí giải quyết mọi vấn đề Ok, ngon rồi Rồi thì là chúng ta đi làm nhân viên cần củ Hay là một cán bộ gương mẫu Và cứ thế ta bon chen trong cái thế giới do mình tự biên, tự diễn Tự lên kế hoạch, tự làm content, tự viết kịch bản, tự edit Tự làm đủ các thứ, đạch áp lực các cái đái Cho đến khi đi nhậu Tất cả những cái cảm xúc mà bạn che giấu ở cái nơi mà chỉ mình bạn biết Sẽ vùng lên, đòi giải thoát Thích có mẹ con chó nhá bố mày ra được chết cụ mày với tao Nhậu có thể nghĩ đơn giản là sở thích và là thói quen của rất nhiều người Kết hợp theo đấy là phô diễn thể lực Rồi flex về trình độ xong rồi ra thế bản thân bla bla với các đồng nhậu khác Nhất là có con gái ngồi chung bàn thì độ mạnh phải gấp đôi Đã uống thì phải uống đầy Uống phải say Uống có phải gọi tàu ngầm Một phát hết luôn Thực ra ấy, uống rượu bia chả có thấy ngon lành bổ béo gì Vị thì đắng chát chua cay Ở thế nhưng mà kể ra cũng có một vài trường hợp Đồ uống kiểu rượu mơ Nhật Bản ối sời Nhắc mới nhớ Đây đây Ngồi xuống đây Nhai cái kẹo Tôi kể cho mà nghe Vị cứ phải gọi là Em dịu Nhập hơi rượu Mà xuôn mượt Ai chả Còn gì tuyệt vời hơn Bằng cái thời tiết xe xe lạnh Mà mưa thoang thoảng bay bay Trên bàn là nồi lẩu Nghi ngút khói Thì cứ phải gọi là <laughs> Xin lỗi các bạn Quay về chủ đề chính Ý tôi muốn kể cái người ta cần là cái cảm giác say Cái cảm giác mà đầu óc không vướng bận với mớ hỗn độn đang tồn tại trong đầu Trong cuộc nhậu thì thường có 3 phần Phần đầu chọn thời gian địa điểm Trao hỏi bằng những câu cửa miệng xã giao dè chừng kiểu như Sáng ngủ dậy thì có đánh răng không? Lúc đi ỉa thì chú đít bằng tay nào? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Bạn thích nuôi chó à? Tôi cũng thích chó Nhưng mà là thích theo lãng Cứ qua rằm 2-30 hàng tháng thì ạ Phần 2 là khi tụ họp đầy đủ tay cầm ly đi mời rượu giao lưu với tất cả mọi người rồi hát đồng ca về rượu hơi 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 anh em mình là cái gì nào anh em mình là củ su hào anh em mình là cái gì đây anh em mình là củ khoai tây hơi 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 anh em mình là tình bố con tao là bố mày là con phần 3 tan cuộc Điểm dừng chân tiếp theo là một quán hát hay một quán nhạc nào đấy Đến đoạn này thì ai cũng ngà ngà say hết cả rồi Nhưng vẫn muốn ham vui, nhất quyết không chịu về nhà Có thể đi bất cứ nơi đâu miễn là anh em đồng nhậu có nhau Tất cả chỉ dừng lại khi có nhậu thủ xin dừng cuộc chơi Và trước khi về thì quàng vai bá cổ như là kiểu thân thiết lắm Ê, về cẩn thận nhé Về nhà nhớ gọi cho anh Nhắc đến nhậu thì nhạy cảm vô cùng Có người bảo nhậu là giải tỏa si chết Nhậu để di xét bản thân nhưng cũng có người coi việc chè chén nhậu nhẹt là sáo rỗng, rồi khi say xỉn không làm chủ được bản thân, điều khiển phương tiện gây tai nạn. Chung quy lại thì tôi thấy ai cũng có lý do riêng của mình, nhưng trong video này. Loại bỏ tất cả những cái khía cạnh nhận định đúng sai về chuẩn mực ABC gì đấy, thì tôi thấy là trong cuộc sống có hai thứ có thể làm cho bản chất con người hiện ra rõ ràng nhất. Một là nhậu, cái thứ hai là cờ bạc. Bản chất của một người say rượu và một người mê cờ bạc đều có cái điểm chung là cái thái độ và suy nghĩ của họ rất giống nhau. Cả hai đều u mê mộng mị. Chính vì say mê như vậy, thành ra lý trí bị cảm xúc lấn át. Từ đấy bản chất tật xấu được phơi bày qua hành vi cử chỉ. Rượu chè cờ bạc càng dấn sâu về lâu về dài thì cả hai đều tàn phá và làm con người biến chất. Chưa kể đánh bạc là vi phạm pháp luật. Ấy thế thì quay đi quẩn lại chỉ còn mỗi nhậu là cái thú vui tiêu khiển gần gũi nhất. Nhưng mà nhậu nhiều cũng đâu có tốt. Thế thì sao người ta vẫn nhậu? lại còn rủ dê nhau đi nhậu Vì sao? Vì khi con người tỉnh táo, cảm xúc bị kìm chế lại ấy thế nên người ta mới mượn nhậu như một công cụ, một phép thử để nhận định và đánh giá cái người ngồi cùng bàn nhậu với mình Rốt cuộc họ là ai? Liệu họ có đáng tin tưởng? Với lại bản chất con người là tò mò và luôn muốn khám phá Có thể chúng ta bỏ qua hoặc làm ngơ những lời lẽ tiêu cực ám chỉ về bản thân Nhưng chúng ta vẫn muốn biết những người xung quanh họ đang nghĩ gì về mình Với cả để mà bình thường thì chẳng ai lại bảo rằng Ê cái thằng kia, Mày đang nghĩ gì về tao? Mặt mũi ra sao? Khung gầm thế nào? Vậy thì đây Cửa vào tim em Chìa khóa đây Là thứ duy nhất đang cần Đứng ở dưới đi nhảy mạnh lên Ai sợ thì đi về Alo Alo Còn ai ở đây không? Tôi nhờ chút việc được không? Thấy cái nút đăng ký phía dưới chứ Theo dõi quan tâm nhau tí nhỉ Và sau đây là những kiểu người bạn sẽ gặp trên bàn nhậu Tô 1 Dũng sĩ diệt mồi thuộc chủng tộc bất tử sống lâu nhất bàn nhậu nhậu tuy không nhiều nhưng lại là kẻ ham vui chỉ cần lên kèo là có mặt hoạt động hết công suất lúc lên đồ giữa hiệp thường hay đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn và vô tri vừa là cameraman, kiêm luôn trọng tài lên kèo cho những bữa nhậu kế tiếp tua lại mọi thông tin mà những nhậu thủ trước đó đã tranh luận với nhau đặc biệt hữu dụng trong việc kèm cặp đồng nghiệp say xỉn về nhà top hai kẻ phá mồi giao diện thì cục xúc say xong thì hay nhiễu gây mất tình cảm bàn nhậu có thể ngồi hàng giờ để soi mói người khác chẳng hạn bạn đưa ra một vấn đề gì đấy là sẽ âu tu đứng về phía trái chiều nhậu với những người này cực kỳ dễ vạ lây vì đây là những người không hề hiểu chuyện rốt cuộc chẳng đi đâu vào đâu top 3 quý ông biết tất đây là kiểu người cái gì cũng biết trên thông thiên văn dưới tường địa lý bản thân người này như sách giáo khoa di động tuổi đời thì không đáng bao nhiêu nhưng chỉ cần bạn đưa ra một chủ đề y như rằng hắn đều biết Thường mà ai mới tiếp xúc sẽ rất choáng ngợp vì cái lượng kiến thức họ có được. Nhưng sau dần mới thấy rằng đây là một cái thùng rỗng. Bù lại được cái bao đồng đôi lúc rất nhiệt tình. Tốt 4. Nhậu thủ hứng nội. Đây là kiểu người hiểu biết. Có. Tư duy. Có. Và cũng đã từng đi nhậu rất nhiều lần. Nhưng có cái khuyết điểm là lại không được hoạt ngôn cho lắm. Thành ra cũng chẳng biết cách diễn đạt cảm xúc của mình. Chính vì vậy họ thường khá là mờ nhạt trong suy nghĩ của chúng ta. Ê thế nhưng đừng vì thế mà coi thường. Sâu bên trong họ luôn có cái suy nghĩ và lập luận Khiến cho bạn phải bất ngờ Ê, ê Gọi tao ra đây, mày có chuyện gì thì kể đi chứ Ơ, ừ, mày phải hỏi tao mới kể chứ Cái thằng này, mày không kể sao tao hỏi Ok mày không hỏi sao tao kể Top 5 MC bàn nhậu Đây là nhậu thủ hài hước Tâm điểm của bàn nhậu Dẫn dắt câu chuyện khéo léo Làm tiền đề cho cả bàn nhậu vui vẻ Phong cách nghệ sĩ phóng khoáng rất thích thể hiện trước đám đông, đặc biệt biết cách lấy lòng chị em phụ nữ. Với họ say là cảm giác được thăng hoa, được thể hiện sự lanh lợi, hóm hình của mình. Nhưng tính cách thì đôi lúc có phần đồng cô bóng cậu. Khi gặp chuyện gì đấy khó chịu thì hay tự ái, thậm chí sẵn sàng trộn cả cất vào thơ. Tốt 6. Nhậu thủ, gia trưởng Thường thì đây là kiểu người đã có gia đình. Theo lực hấp dẫn thì họ là cái rốn của vũ trụ nhậu mà rượu vào thì lời ra à à đây rồi gặp ngay quả nhậu thủ ngáo ngơ thế là ba máu sáu cơn ăn thêm quả tâm sự rồi thì kể về nguồn gốc xuất xứ cho đến định hướng công việc xong lại vòng lại quá trình phát triển bản thân một khi xác định họ đã tranh luận với ai đấy là cứ phải thắng đến cùng cực kỳ bao thủ với suy nghĩ của mình thế nhưng mà nhìn lại thì thấy đây cũng là kiểu người trong công việc có chút ít thành tiệu thành ra cái tính thì hơi hỗn nhưng cái trình thì ổn và chỉ băng keo với những ai có gia thế địa vị giống mình thậm chí đôi lúc tỏ ra coi thường và đố kỵ. Bản chất của đố kỵ sinh ra tự phụ, từ đấy trở thành gia trưởng. Ê sợi, thành liền hỏi thế, bằng tuổi mày ngày xưa anh uống phạt 10 chai. Cái gì? Ngày xưa bằng tuổi mày anh vất vả hơn chú gấp 10 lần. Ôi, thôi 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 thôi. Ngày xưa như các ông, tôi báo nhà 20 lần. Tốt 7, nhậu thủ tinh quái. Ê ê, bia hả anh? Để em rót trời ơi có gì đâu anh chỗ ân tình với lại em là em anh mà đúng rồi đấy đúng rồi đấy đây là bậc thầy trong việc tạo mối quan hệ tốt đẹp với những ai có chức sắc và địa vị ở những cuộc gặp đầu tiên luôn ra vẻ tử tế và nhiệt tình cho chúng ta cái cảm giác rằng à tìm thấy thằng đệ cưng đây rồi sao cứ nghĩ là anh em thân tín rồi cứ thế an tâm tin tưởng mà ra việc nhưng lạ cái là việc đến tay thì làm ngày càng chán thậm chí chẳng thu lại được cái gì hết. Hoặc là có tí thành quả thì luôn đòi hỏi công lao. Tóm tắt lại tất cả chỉ để thăng tiến. Trung quy là hãm. Tốt 8. Nhậu chùa, nhậu bỏ bữa. Đây là kiểu người bình thường thì không sao. Nhưng đến khi nhậu vào thì tự nhiên lại bận. Thường chỉ ngồi nhậu được nửa chừng. Hoặc đến đoạn phải tính tiền thì sẽ luôn có việc hay lý do phải về trước. Thế mới lạ chứ. Alo? Alo? Cái gì? Hôm nay đầy tháng con chó nhà mày à? Ở đâu? Thế hả? À? Ok ok ok. Ok, tao qua ngay. Top 9, Nhậu Ca. Đây là nhậu thủ có tính cách bộc trực, thẳng thắn, bao dung hòa đồng với tất cả anh em, biết động viên, chia sẻ dàn xếp mọi chuyện trên bàn nhậu, là một người thông minh và có tư duy, khi gặp những vấn đề hóc búa, họ giải quyết mọi chuyện rất nhanh và đơn giản. Đây cũng là một trong số ít những người chân thành, có thể lắng nghe và chia sẻ về quan điểm cuộc sống được cả ở trong bàn nhậu lẫn bên ngoài xã hội. Cũng chính vì công tâm và không thích sự gian trá Nên hay bị người khác kể xấu và gây chia rẽ Sự thật đấy, người tốt hay bị thế lắm Top 10 Nhậu thủ không cần lý do Đây thường là tuyếp bậm nhậu Độ tuổi khoảng ngoài 40 Không cần bàn, thích là nhậu Không có ai thì tìm bạn nhậu Bề ngoài luôn tỏ ra là một người vui vẻ Nhưng sâu bên trong là sự chán làn Và hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống Nghĩ mọi thứ đều tiêu cực và khó khăn Tao sẽ kể với mày một chuyện Chuyện gì thì cứ uống đi mày Ừ, chuyện là thế này tiếp đi mày Ủa bạn tao đang định kể làm chén lửa đi ừ cái bạn hết luôn đi mày ờ, bạn ơi tiếp đi ôi bạn ơi chung cuối người quan sát đây là người có nhận định sắc bén quyết đoán và rất ít khi để lộ cảm xúc trừ khi là bạn phải rất thân quen với họ thường thì đây là người không thích giao du bừa bãi họ từ chối rất khéo léo và sẵn sàng rời bỏ khỏi bàn nhậu nếu như cái gu nhậu của họ khác xa với những người cùng bàn những lời chia sẻ từ người này thường rất nhiều hàm ý. Có thể bạn sẽ được học hỏi rất nhiều kiến thức, nhưng cũng có thể bạn chỉ là phép thử của họ. Xong, hết rồi. Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề. Vấn đề là bạn phải biết điểm dừng. Thế dừng ở đâu? Dừng ở bạn. Vừa rồi là những kiểu người tôi đã từng gặp trên bàn nhậu. Còn bạn thì sao? Có hay nhậu không? Và bạn đã từng gặp ai trong những vị nhậu thủ mà tôi vừa kể trên? Hãy bình luận xuống phía bên dưới. Tôi sẽ đọc hết đấy và đừng quên đăng ký cho tôi để chúng ta có thể gặp lại nhau ở những tập tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại